non y thời non xanh, nước y thời nước biếc, cóm trăng vẫn trò đêm vẫn xa. Set your hallelujah, girl. Set your hallelujah. The uptown funk, don't give it to ya. The uptown funk, don't give it to ya. The uptown funk, don't give it to ya. Saturday night, and we're in the spot. Don't believe it, just why? Come on. Ha! Câu lạc bộ các ban nhạc Hội Ân tổ chức giao lưu các ban nhạc Bắc Bình Định lần thứ 8 năm 2024. Đó là lý do của buổi tổ chức hôm nay. Hân hoan chào đón quý vị đại biểu, quý vị khách mời cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp đã đến với buổi giao lưu các ban nhạc Bắc Bình Định lần thứ 8 năm 2024. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên xin được thay mặt cho ban tổ chức xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Thay mặt ban tổ chức, tôi trân trọng chào mừng đón tiếp các đại biểu lãnh đạo phòng văn hóa trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện Hội An. Đặc biệt chào mừng các dàn nhạc không chuyên đại diện cho các huyện An Lão, Phú Mỹ, huyện thị xã Hoài Nhơn và Hội An đến dự buổi giao lưu đầy ý nghĩa này. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của các đơn vị Bắc Bình Định lên nhận kỷ niệm chương và hoa của ban tổ chức. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện đơn vị huyện Hoài Ân, trân trọng kính mời đại diện đơn vị Phú Mỹ, đại diện đơn vị Bắc Hoài Nhơn, đại diện đơn vị Nam Hoài Nhơn và đại diện đơn vị An Lão. Kính thưa quý vị, để làm nên thành công cho buổi giao lưu hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời các đơn vị tài trợ lên phía bên trên để nhận hoa từ ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời âm thanh hoàng sĩ Phil Acoustic, ánh sáng Sao Mai, công ty tổ chức sự kiện Sỏi Đá, sự kiện tiệc cưới Mười Vinh, trân trọng kính mời cửa hàng Minh Loa và dịch vụ Chí Thân. Cho phép tôi thay mặt lãnh đạo ngành văn hóa thể thao của huyện Hội An gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến toàn thể đại biểu, các vị khách quý và anh chị em các dàn nhạc đã đến dự buổi giao lưu đặc biệt này. Sự hiện diện của quý vị là minh chứng cho sự đoàn kết, gặp gỡ văn minh nhiều cảm xúc của mọi người dành cho âm nhạc đã hướng về nhau. Kính thưa quý vị, giao lưu văn nghệ chiều hôm nay là mục đích để chúng ta siết chặt tình đoàn kết giữa các nghệ sĩ với nhau, tình đoàn kết giữa các nhóm nhạc với nhau. Chúng ta sẽ tạo điều kiện và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các anh lãnh đạo và các anh em nghệ sĩ một năm mới an khang thịnh vượng và đoàn kết quyết thắng. Xin thân ái kính chào. Của em có ngày đâu có ngờ, mọi người ta gọi lên chia anh phơ phơ. Rốt cuộc là chẳng còn khả năng trong thơ mà anh đã biết sẽ không thể như ai khác ngoài anh ra. Lòng em đã hết chỗ vấn đề gì ai khác ngoài anh ra. Vừa vào tim ta chuyện quá em chỉ muốn suy nghĩ anh thôi. Nhiều hơn cả tim anh, giờ em biết yêu là oh baby I'm in love. Lòng em đã hết chỗ không thể dành ai cảm ơn.
hồng sáng trôi loa, một đêm nhớ nhớ ra ta vô hề. Một đêm nhớ 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 ra mình một mình, một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây. Rồi một đêm trôi vơi, làm sao về bao tôi, làm sao về cánh hoa đêm khao mao. Rồi một đêm trôi vơi, làm sao về bao tôi, làm sao đến đây hương thơm có cây bay và gió ngàn, để từng gió cứ dối trái tim, cứ vượt sát thân trong đêm mù tối. Bây giờ chỉ còn lại đây đôi dòng lệ ua, còn lại đây trong tiếng thở dài.